kìa, ốc luôn. Ốc này nó ăn cái sạch lúa. Ừ, nhìn con ốc kìa, nó bu cọng lúa kìa. Ừ. Anh bắt nó nè. Ôi này nó ăn lúa hết cái kìa. Dân làng tiêu luôn. Nè, cá ngô nè. Nè. Nè, cái ngô này, cái ngô này. Nè, đây con nhóc đóng rồi. Ô cái nè. Cái ngô nhỏ 21 nó mới bự. Ừ. Nó bự cái mưa xuống nó lóc mình cuộn. Thì đây con nữa không? Thấy bự ghê không? Đó. Đi. Hết hả? Nói chỗ này không là bắt một đống rồi nè. Bên đây nữa nè, thấy chưa? Đó. Thế đằng kia các người dâm quá trời. Ủa, trời ơi, cái con này nó bự khổng lồ luôn nè. Ông nội ơi. Đó, cả nhà thấy không? Nhìn nó đẻ trứng nghẹt ruộng hết trơn. Ôi trời, nó bự ơi là bự luôn. Cái ngô này là cái ngô tinh tích luôn á anh. Ừ. Phải không? Ở đó đi câu á. Có con thì nó đóng gông ta nói thi ư thi ớn. Còn con thì nó sạch trơn rồi, như gái 18 vậy ha. Đi anh đi. Đi. Trời ốc mọc chùm chùm luôn kìa vậy. Đi nhìn đây cái chú kìa, xuống dưới bắt anh. Ốc nè. Rồi bắt trong bờ đi, anh bắt cái này cho. Nè quá trời luôn nè. Ở đây là đặc sản ốc vàng nha cả nhà. Nói gì nói chứ ốc vàng là nhiều nhất. Đưa em gái xô anh. Nè. Bên anh chùm chùm luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Một con ốc to đùng luôn. Đó. Giết lội xuống luôn rồi hả? Lội luôn rồi. Lội mới bắt nhiều. Ôi, coi nè. Nè cái nhà, hai đứa mới bắt chút xíu bằng nhiều nè. Được nhiều anh? Cũng ít hả, có ít con hả? Ây da. Ôi, nhóc chơi rồi, mình thấy nam luôn. Coi chừng mấy cái ga tre ấy nè vậy. Mày anh bỏ con sâu đi. Ây, cái nhà thấy chưa? Đúng kìa. Ừ. Ui, nè dạ, đưa sâu đây. Ui nhóc cái trường anh, quá thành mắt nó nửa sâu mà. Ừ. Thôi bây giờ anh ở đây anh bắt đi, em đi hái rau muống nha. Ừ. Bắt thêm mớ nữa. Ui đúng rồi, muốn rồi. Vậy đi hái rau muống đi, xong rồi anh bắt xong xíu rồi anh lại. Rồi đi em hái rau muống nè, sâu nè anh bắt đi. Em hái xong rồi cái hồi lại nha. Cười cái ai. Cho muốn nhìn ngon cả nhà. Ui mưa lớn rồi cả nhà ơi. Nghe chạy gì gào ở đằng kia rồi. Anh bắt ốc đủ cho ăn chưa? Hả? Anh bắt ốc đủ ăn chưa? Một đống luôn nè. Ôi nhiều quá vậy. Để được như muốn nè. Để chú anh thái phụ. Trời mưa anh ơi. Hả? Sắp mưa rồi. Ừ. Đây. Ê, cái muống cũng nhóc hết trơn nè anh. Hả? Cái muống đây nhóc luôn nè.
còn non không ha? Hái rau muống này nhớ hôm trước dịch đó, mình với Vin mình cũng hái rau muống đó. Thấy nghiệt vậy chứ bây giờ là trời chuẩn bị mưa rồi đó cả nhà ơi. Cái rau muống này là nó ăn giòn hơn cái rau muống trồng đó luôn đó cả nhà. Thấy cả nhà nghe kêu không? Nghe cọc 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 luôn. Ê cũng non non không ha. Ừ. Cái này về cái mình lật lá xong ha, lật lá hết luôn. Cái mình bào cái gì ha hoặc làm cái gì đó dọn qua này. Xỏ vô mình. Nãy em có nói rồi đó, nó để ra muốn để về mình làm món lạ đó. Thôi vậy thôi, vợ nói rồi anh khỏi nói. Nhưng mà không có nói mình về mình xỏ. Không thấy anh xuống anh hái nãy giờ xương xương rồi cũng được một bó rồi đó cả nhà. Đó. Một con ốc. Thấy ốc quá trời luôn rồi không nở lên luôn á, nhưng mà thôi phải về thôi. Về đặng chế biến món ăn thôi. Đẩy đít anh lên đây vậy. Chuột quá. Em ôm nó em muốn. À, đưa bó vào muỗng cho anh. Lên. Đẻ nha. Hai đứa bây giờ sẽ bào rau muống và lấy ốc để chuẩn bị làm món bún riêu ốc nha cả nhà. Huy chơi cả hai tay luôn nha. Cái nào cần xài tay trái thì mình chơi tay trái, cái nào mà cần xài tay phải thì chơi tay phải luôn. Nhìn ngấu quá mệt luôn. Nhìn đã ha, ú lù ha. Có trứng nè, trứng ốc vô vàng rồi nên màu đỏ nè. Tay nào Huy cũng quất láng hết trơn. Cái này mình bào rau muống cái mình chà chanh vô cái tay cho nó đừng có bị đen cái ngón tay đó cả nhà. Mấy con ốc buông mà bự bự vậy nè. Hả? Nấu mới ngon nè. Thì cái phần ốc này là nãy hai đứa luộc sơ qua rồi cho nó văng cái mài ra đó. Để mình, nhưng mà mình không có luộc chín quá nha. Mình luộc xương xương thôi. Ăn cho dễ lễ, với lại cái thịt ốc nó còn nhiều quá. Nó không bị teo lại. Để nó còn ú tròn tròn giống như hai đứa vậy nè. Không nhận cái rau muống mình hái non kìa hả vậy? Ừ. Mấy con ốc bu này mình lửa ốc bụng bự á. Mình lửa ốc bụng để mình bỏ vô tô, còn cái này nhỏ nhỏ mình bầm cái anh. À. Bầm cái mình chiên mình bỏ vô. Ốc mập ghê hả vậy? Ừ, cái trứng nó có vàng trứng nó heo à. Ừ. Cái này thì rau muống đồng á, nên là Huy trước khi mình ăn á, là Huy bào đặng với lại ngâm muối á, cho nó ra sạch mũ nè. Để thôi cái mình ăn á, là anh Tàu anh Tàu tháo anh ngược ạ. Ngoài kinh nó bị phiền. Đúng rồi.
nhưng mà ăn nó cực kỳ ngon luôn. Gà muống này là ăn rất là ngon, gà muống đồng quê. Nhìn đã ha, con nào con nấy nó bự chảng. Ví dụ anh Bào có xấu quá vậy đừng chê nha vậy. Nhìn cái gỗ ốc nhìn đảo ha. Con nào nó mập mập không? Ừ. Nhiều gà muống nó đủ ăn đó anh ơi. Hả? Như cơm muốn đủ ăn, nó chữa đó lại rồi để dành nó ăn chua ăn đi. Ừ. Qua đây để phúc ốc của em đi. Không vợ vô nấu nước lèo đi, đây anh xử lý cái bãi này cho. Cái bãi chiến trường này cho. Thì thôi đây anh để ốc nè. Ừ. Quậy ha. Này giờ đi sợ dẫn bỏ cái này vô vô tủ luôn đi có dễ. Để cho nồi nước lèo trong á thì nãy thì em có luộc thịt xương qua nè cả nhà. Bỏ vô luôn cho nó ngọt. Kỳ này em nấu bún riêu khác cái kỳ rồi cả nhà. Kỳ rồi thì hấp cua riêng. Còn bây giờ thì em bỏ chung luôn cho nó có mảng nhỏ nhỏ thôi. Bữa nay khai trương nhà mới nấu bún riêu cua cả nhà. Thì nồi nước dùng ở cả nhà, nó sôi lên rồi nè. Mấy cái cua này nó đóng thành mảng hết nè cả nhà. Em bắt đầu em vớt ra để cho nó đỡ gã cả nhà. Hồi mình sơ nhiều quá nó sẽ gã. Nhìn cua ngon ghê không? Vớt ra cái nồi nước lèo nó trong lắm luôn. Nãy giờ Huy làm sạch con ốc này nè, cái phần dơ của nó Huy lấy hết trơn rồi. Bây giờ chỉ cần mình rửa xong nữa là mình đem đi chế biến nha cả nhà. Thấy không, cái con này con nấy cái đầu già bá luôn.
Công nhận ốc nhìn ngon ghê. Hello bé cưng. Ủa xong hả anh? Rồi, mồ hôi chảy vừa đầm đìa luôn kìa. Bầm ốc nhuyễn quá ha. Này bầm chừng 2-3 dao là xong rồi. Cái muỗng này nhỏ quá, em nuôi em thấy hả? Thấy nhiều lần rồi. Nhìn mấy cái hũ đựng này thấy cưng quá ha. Cái này bây giờ Huy sẽ chả cá này là Huy sẽ ốp lộn quá. Bầm chung với ốc á. Trộn với cái mà ốc ốc bầm nè. Ốc bầm với chả cá. Xong rồi bắt đầu là mình chiên lên. Bên này vợ nấu nước lèo đi, anh phụ trách bên cái phần mà hậu cần này. Cái muỗng nhỏ quá, thấy múc nhiều lần chứ không có nhiều chứ. Ốc đó anh dò viên hồi ép cái gì anh? Đúng rồi, này anh dò tròn xong rồi cái ngồi chiên cái mình ép xuống xong. Rồi củ cải này vô để cho nó mềm nè cả nhà, với ngọt nước nữa. Còn cà chua thì để lại mình sấy với dầu điều cho nó đỏ. Cái bún riêu nó có màu đỏ cho nó đẹp. Cho ngon chai ngọt nước hả? Giờ không tọt lửa vô ngồi nó tắt hù nữa kìa. Kệ chùm riêu riêu ngon. Chùm xương xương thôi chùm xương thôi. Rồi bây giờ sẽ sấy dầu điều nha cả nhà. Sấy dầu điều đổ vô cho nước nó có màu. Thế bên tay bóp chuyên nghiệp hả? Đúng mấy chục viên. Nhiều lắm á. Em sấy dầu hào này đổ vô nó là xong đó. Ừ. Quên xong rồi nè. Đến em đi. Đang sấy cà chua nè. Đến đi rửa tay với rửa với cái tô đó. Cho cà nó hơi chín thôi chứ đừng chín quá. Rồi bây giờ em sẽ đổ vô luôn. Chả bếp lại cho ông chiên chả ốc nha cả nhà. Mệt không vậy? Nóng quá. Hử? Nóng. Ừ. Anh thấy nồi nước ngon không? Mình hấp dẫn hết sảy con bà bảy. Ấy cà xong rồi hả? Xong rồi. Anh chiên cà chả đi. Ngon quá vậy? Ngon phải không? Ừ.
Cái này xong đó, chỉ cần anh chiên chả nó là về là ăn được rồi đó. Bớt lửa này không anh? Hả? Bớt lửa này ha. Ừ, vô bớt đi để ngồi nó sắc xuống mặn á. Đút qua đây đi. Thôi cái này lửa kêu kêu thôi để nó khét chết luôn. Vậy dập bên đó luôn cũng được đi, khi nào chút cái anh chiên này rồi. Ừ. Vậy dập bớt cây đi vợ ơi. Lửa quá. Khét xuống rồi. Đây cái sạn nó hơi bị sáng đó, anh đè sạn xuống cái nha. Hả? Nè. Cái sạn này nó hơi bị dảnh nè, anh đè đầu xuống chút dễ ép. Rồi. Thấy chưa? Ngon liền không? Ăn rửa. Đút qua đây. Một cây thôi. Thấy thêm mấy viên nữa đi. Ngồi chơi. Nó nổ. Giờ ta ngồi chơi nha. Ấy xong mình xây ốc luôn nha anh. Hả? Chiên nữa xong mình xây ốc luôn nha. Ok bà bảy. Sẵn có chảo dầu á. Em dụ lửa ở đây luôn nha. Ừ. Nhìn là nước lèo ngon quá. Quýt nè, rồi cua nè, thịt nè, nó hoài quyển nhau nhìn đẹp ha. Miếng chả ốc thì ngon ha. Cho anh lửa kêu kêu thôi. Mà lớn quá cũng không được, cái quỷ này vậy đó. Cần người ta phụ cái gì hơn. Chiến này nhanh mà. Mới đây thấy nó chín được. Chuyện mới rồi đó. Đem chiên vụ cho. Hả? Đem chiên vụ cho. Thêm dầu không? Nó được. Để cho nó dạng bề đi hả chợ. Anh đưa đũa em. Anh đưa đũa em đi rồi anh ở đó anh ép đi. Anh chở phụ cho. Thêm nó không? Viên nữa không? Đây nè. Rồi. Cái này là dạng như nấu cây nhà lá vườn chứ cũng không có đẹp đẽ gì chứ. Ướt nhẹp hết trơn rồi, tội nghiệp không? Trời nóng quá. Đây nhìn cái ốc bầm vô nhìn giống như muối tiêu quá hết trơn. Nhìn giống gì biết không? Nấm mèo á. Ừ. Bữa nay muốn bún riêu này ngon ha, có thành phần này nè, ngon nè anh. Ừ. Nó vàng hơi hơi được rồi. Nó mới ngon vàng quá, nó giòn lắm. Vàng nè anh. Dễ dết em. Đưa dĩa em. Ừ. Ngon không? Ngon ha. Ừ. Cái hạnh trông nhìn xanh xanh đen đen.
nhìn đã quá à. Vàng, nó vàng mà nó vàng cháy luôn. Chả bếp rồi cho anh đó. Mình vừa chồng em bắt bún nha. Ừ. Nó bụng chưa? Nó bụng rồi. Trả đũa anh nè. Rồi em đi nha. Ừ. Bye bye. Trời ơi. Thương quá. Bây giờ tới công đoạn Huy sẽ cháy ốc nè cho nó thơm. Đó, bây giờ bắt đầu ốc nó lên màu á, thấy cưng không? Bây giờ chín rồi. Huy chuẩn bị vô dọn ra ăn nha cả nhà. Nhìn hết sảy cùng bà bảy luôn. Đây mới bụng. Rồi mà cả nhà ăn ăn chung với hai đứa nghe. Bún cả... riêu ốc đồng. Mà cả nhà ăn bún riêu với hai chồng nha. Thì bún riêu gồm có bắp chuối nè. Rau muống nè. Rồi quế nữa. Ớt nữa nè. Rau muống này hai đứa tự bào. Ngon quá. Bào hơi xấu. Cuối cùng thì sau một một chút lăn lê bò lá thì cuối cùng cũng có một cái tô bún riêu thật là quá trời ngon. Mình muốn chả ngon không? Ừ, cái này là chả ốc nè. Chả ốc. Rồi mình tự biên tự diễn luôn. Bỏ miếng mắm cho cũng ngon. Trời ơi, gầm gầm quá trời, chuẩn bị mưa nữa rồi. Quất cái tô này vô ấm lòng. Ngon. Ngon quá cả nhà ơi. Không mà ngon thiệt á. Tao nói bụng á. Không mà vợ anh nấu lúc mẹ không ngon. Ừ.
Món này nấu lâu nhưng mà ăn ngon ha. Ừ. Nấu hơi bị nhiều à. Nhiều công lượng. Thấy ốc giòn không? Ốc con vàng mà giòn. Nãy anh ăn cái niêm miếng gia vị sơ sơ á. Chắc ăn quốc thêm tô nữa quá. Ừ. Thêm theo cái tô này ở ngoài chợ là bán chắc cũng cỡ 30.000 quá ha. Giá đâu, tô này nhiều mà. Nhiều đồ ăn mà. Ngon quá cả nhà ơi. Thôi hai chồng Huy ăn tiếp nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn thương ủng hộ kênh cho hai đứa nha. Chào tạm biệt cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều lắm, bye bye. Ê, mắm tôm. Giờ ăn cua thêm không? Như được rồi. Còn một dĩa cua em nữa. Quan sắp hết tô nè. Ăn thiệt á.